Tôi về miền Tây để đón chào ngày Diễn Chân ra đời. Ngày 26 tháng 3 là ngày Diễn Chân ra đời của ngành y. Bà con hãy nhớ, Diễn Chân điều khiển liệu pháp giúp cho mọi người tự phòng mình và chữa bệnh cho bản thân. Ngày 26 tháng 3 là ngày Diễn Chân truyền đạt khắp cả năm châu. Và giúp đỡ cho những người xung quanh. Miền Tây ơi, mỗi lần bước chân đi xa và mỗi lần quay trở lại thì niềm xúc cảm trong tôi lại trào dâng lên khó tả vô cùng. Diễn Chân điều khiển liệu pháp giúp cho mọi người, giúp cho người bệnh thành người tử chữa bệnh không chỉ cho bản thân mình mà còn giúp đỡ cho những người xung quanh. Mẹ bạn năm châu ai
mừng ngày giáng trần. Biết bao niên khóa học do thầy Bùi Quốc Châu đào tạo thành tài. Tài giỏi cống hiến cả đời mình cho việc chân ngành y, với tâm huyết cả đời mình đơn giản quá phương pháp truyền cho thế hệ mai sau tự chữa bệnh cho mình. Ôi cao quý thay tấm lòng của một người thầy vô cùng.